Tại vì biết sao không, bán món gỏi hoài à, cho nên là nhiều khi mọi người đến ăn gỏi nó cũng ngán. Thì cho nên là Thi bán nhiều món như thế này, tất cả anh chị em có thể là mình thưởng thức ốc luộc tại quán nhà Thi nha. Chấm với mắm rừng nha mọi người. Đây, nước mắm rừng thơm ngon rừng rực luôn nha. Nè, đây à, ốc này là Thi luộc à, tí nữa Thi sẽ để một cái gỗ. Thì tất cả anh chị em nào mà ăn á, thì một dĩa giá 120 cành nha mọi người nha, một dĩa nha, một dĩa 120 cành. Và có nước mắm rừng như thế này, mọi người ăn ốc chung với gỏi. Ví dụ mọi người đi 3-4 người kêu gỏi và kêu ốc ăn nữa là chấn động luôn. Ngon cực đỉnh luôn nha. Tất cả anh chị em cũng đã biết rồi, thì ốc nó rất là đơn giản. Tại vì á, ăn gỏi á, tại bên Thái á, có ốc luôn. Nhưng mà vì Thi thôi kệ, Thi luộc đi như vậy. Ai muốn ăn ốc thì ăn, ai muốn ăn gỏi ăn. Thì tất cả có nhiều món ăn nữa thì phục vụ tất cả anh chị em hết. Có nhiều món ăn để phục vụ tất cả anh chị em nha. Thì ốc luộc này rất là thơm luôn. Ôi xả gừng nha mọi người ha, luộc vô một cái nó thơm rừng rực luôn. Và Thi sẽ hâm nấm liên tục như vậy nha, mọi người có thể là đến thưởng thức một dĩa ốc chung với Thi nha. Đó, ốc luộc Ti Thi ngon mê ly, kính mời cả nhà cùng thưởng thức với quán nhà Ti Thi nha. Có nhiều món ăn để phục vụ tất cả anh chị em nha. Hello, xin chào tất cả anh chị em ạ. Hôm nay đến với kênh Ti Thi Vlog hôm nay ạ. Bữa nay Thi sẽ qua ra hai món mới. Đó chính là trứng gà luộc ăn chung với gỏi hoặc là ăn chung với muối tiêu. Muối tiêu thì làm sẵn luôn nha. Tất cả anh chị em nào mà có thể là kêu một dĩa gỏi, hai trứng gà, ba trứng gà để mình ăn kèm. Đó, cho nó no hơn và nó ngon hơn. Mình ăn chung với gỏi cũng vừa, mình có thể ăn chung với muối tiêu. Tại vì bên Thái Lan người ta bán gỏi á, có trứng gà ở trên cái dĩa gỏi. Thì cho nên là Thi bán riêng như vậy. Ai muốn ăn với muối tiêu thì ăn, ai muốn ăn với trứng ăn. Có thể mọi người đến order nơi quầy Thi nha. Một trứng giá 6 cành. Đó, vô đây ăn trứng không, với uống trà tắc cũng được nữa. Đây muối tiêu mà Thi làm để Thi trang lên cho mọi người ăn chung với trứng gà nè. Đây nha, rất là ngon luôn, vừa miệng luôn nha mọi người. Đây, thì ai mua hai trứng thì để vô một miếng thôi, chút xíu cho mọi người ăn. Muối tiêu tắc nha mọi người nha, thơm ngon cực kỳ và gia vị hương vị thơm đậm nét. Tại quán nhà Ti Thi mọi người hãy thưởng thức thử nha. Đó, và đặc biệt kế nữa đó chính là cá liềm kiềm chiên giòn. Thì ở nơi đây tất cả anh chị em Thi có làm nhiều nước sốt. Nước sốt này là nước sốt chấm gà. Thì đây là Thi pha chế hết rồi, thì cho nên nó ra một cái hương vị khác biệt. Thì tất cả anh chị em chấm với cái chân gà rút xương hoặc là kho có xương. Một hộp như thế này chỉ có là 130 cành tặng một ly trà tắc. Mua một hộp tặng một ly trà tắc nha. Tại vì mỗi lần Thi có tặng, nhưng bây giờ Thi tặng ly trà tắc cho tất cả anh chị em, dễ ăn hơn, dễ mua hơn. Ví dụ mọi người không thích chấm nước chấm này thì mọi người có thể xin nước chấm muối tiêu. Nước chấm muối tiêu chanh của Ti Thi nha, nước tiêu tắc của Ti Thi. Đây, ví dụ mọi người không thích chấm với nước sốt đó thì mọi người chấm với cái này. Thì có thể là mọi người chấm với hộp gà cũng được, chấm chân gà cũng được. Bất cứ những cái gì mọi người thích ăn nước sốt. Vì nước sốt ở đây là đa dạng. Sắp tới thì sẽ làm nhiều nước sốt để một dãy như thế này. Mọi người muốn ăn cái nào mọi người lấy cái đó cho nó dễ hơn. Tại vì là chiều theo tất cả anh chị em, vui lòng khách đến vui lòng khách đi. Ăn ngon miệng là được. Đó, tốn tiền nhưng mà ăn được nha, ok nha mọi người. Ăn xong rồi tất cả anh chị em có thể là mua khăn ướt, rửa lau tay. Thì bây giờ nhiều món ăn rồi cho nên là cũng hơi hiện đại tí xíu. Thì có phục vụ tất cả anh chị em đó chính là khăn ướt Ti Thi. Có địa chỉ nha, có thương hiệu ở tại đây. Thì tất cả anh chị em có thể là mua một cái khăn ướt, hai cái khăn ướt, 2.000 một cái. Cũng thơm nha, cũng sang trọng. Nói chung ra là giờ nhà hàng cũng đã hiện đại rồi. Thì cho nên là tất cả mọi thứ thì cũng làm theo hiện đại. Để có sự phát triển nhiều hơn để phục vụ tất cả anh chị em. Đó, có nhiều món ăn và chạm dừng chân tại quán nhà Ti Thi. Đó, thì ở nơi đây tất cả anh chị em nào có ăn trứng gà nha, trứng gà luộc chấm muối tiêu ngon lắm, hoặc là ăn chung với gỏi nha mọi người. Bây giờ Thi sẽ thưởng thức trứng gà. Bây giờ Thi sẽ thưởng thức trứng gà nha, chấm với muối tiêu. Thì muối tiêu này Thi sẽ pha chế sẵn hết rồi. Nó sẽ có ớt sa tế của Ti Thi trong đây nữa. Ớt sa tế của Thi xào rất là ngon và thơm luôn. Đây, bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức với Ti Thi nha. Trứng gà luộc với lại ốc luộc. Thì nói chung ra là quán nhà Thi phục vụ cho tất cả các sinh viên luôn. Ví dụ mà sinh viên thì có thể là do thích vô quán Thi mà không ăn tới gỏi thì có thể ăn trứng gà 12.000, ly trà tắc 15.000, nó ngồi quán nghe nhạc chơi vui rồi, đúng không? Phục vụ đa chức năng luôn, cho nên là báo không lời sao đủ đóng tiền nhà mọi người. Đó, không luộc nữa, không đi mua này nọ, làm đủ thứ, muối tiêu, muối chấm nữa. Mà muối tiêu làm đặc sản nha, chứ không phải là muối làm dở nha mọi người. Muối làm ngon lắm. Ở nhà thưởng thức thử nha. Thôi bây giờ khách đã đông quá trời rồi. Bữa nay bán nhiều món. Bán rất là nhiều món rồi cho nên là tất cả anh chị em cũng đến đông rồi. Thôi bây giờ Thi vô phục vụ đâm gỏi để phục vụ tất cả anh chị em nha. Mọi người hãy đợi Thi trong đây lát nha. Đó, quá đã.
Sau đây thì sẽ lấy chôm chôm ra thì đẩy nhân viên thì ăn. À. Đó, mọi người thấy chưa? Trái cây mà mua lần ăn cỡ này nè. Ăn vậy đó mới đủ người, tới 20 người là ăn cho nó đã. Ăn ít quá không có đủ đâu, cái nhà này mà mua lần 3kg, 5kg không đủ. Mua lần phải nguyên một thùng 30kg. Ăn chấn động luôn. Sau đây thì sẽ đâm gỏi xong rồi thì sẽ đi lên trên lầu nha mọi người. Thì ở phía trên lầu á thì tất cả anh chị em lên đây nó rất là thông thoáng. Bây giờ này rất là sớm cho nên mọi người hãy lên đây ngồi nha. Nhà Thi bây giờ có nhiều món ăn rồi cho nên tất cả anh chị em có thể là kêu lên đây mình ngồi mình ăn. Còn thôi là mọi người ăn mà thiếu ớt, thiếu chua, thiếu cay, thiếu ngọt gì đó có thể thêm vô được. Nói chung ra cũng tiện nghi đầy đủ đó, để cho tất cả anh chị em, phục vụ tất cả anh chị em đầy đủ đó, để cho mọi người sạch sẽ hơn, hoặc là mọi người xài khăn ướt, hoặc là lau tay bằng khăn giấy, hoặc là ngồi ở đây. Từ ngày mà Thi đập cái này ra tới giờ mọi người hay thích ra đây ngồi. Cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em luôn 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 yêu mến, ủng hộ quán gỏi nhà Thi Thi. Thì có những món ăn mà Thi làm phục vụ tất cả anh chị em đó, nếu mà món nào mà không vừa miệng á, hoặc là không vừa ý, hoặc là mọi người có thể góp ý Thi nha. Nhắn tin qua mình số Zalo 0706768158 để góp ý những món ăn, ví dụ là Thi lấy số lượng đông, ví dụ góp ý cái nào đó nghe ngon hơn hay là cái gì đó để cải thiện hơn nữa thì phục vụ cho tất cả anh chị em. Thì hành trình sắp tới này Thi sẽ có có đi Hàn Quốc, nhưng mà người ta đi ngay ngày Chủ nhật không à, Chủ nhật Thi không muốn đi á. Thì định đi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, đi 4 ngày, hoặc là thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Nhưng mà có ngày đi, ngày đi thì đi ngày Chủ nhật. Thì cho nên là đi ngày Chủ nhật á thì Thi không có thời gian á. Đi ngày Chủ nhật nó giống như đi ngày thứ bảy buổi tối, Chủ nhật là đi chơi. Thì Thi nghĩ là để Thi hẹn dịp khác có đoàn, cũng như là đi ngay ngày thứ hai thì Thi sẽ thông báo với tất cả anh chị em nha. Hoặc là không thôi Thi đi Philippines. Philippines đi Manila nọ đó, nói chung là mà Philippines cũng vui lắm nha mọi người. Hoặc là Thái Lan. Thì chuyến đi du lịch sắp tới phải đi. Tại đi nửa chừng tháng 8. Cái đi du lịch nửa chừng tháng 8 thì mong đợi tất cả anh chị em nhớ đăng ký kênh nha, để đón xem chuyến hành trình du lịch của Thi Thi tiếp theo. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều nha, ủng hộ nhà Thi Thi nha, có nhiều món ăn phục vụ tất cả anh chị em. Cá lùm kìm chiên giòn, chân gà rút xương đó, chả tắc thái xanh đỏ, lại mắm cá lóc chân, mắm ruốc, da heo, gỏi đu đủ, ốc luộc, với lại có trứng gà luộc này nọ đó, có nhiều món ăn để phục vụ cho tất cả anh chị em. Thì tất cả anh chị em hãy đến lên Shopee Food tìm kiếm Thi Thi gỏi đu đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là lên app Grab, mở cửa vào lúc 12:30 cho đến 22 giờ tối hàng ngày phục vụ tất cả anh chị em nha. Mọi người cứ góp ý đi thì sẽ làm theo tất cả anh chị em hết. Vì món ăn mà mình mua bán mà, cho nên là mình phải phù hợp theo tất cả anh chị em. Nói chung ra là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Chứ nếu mà Thi bán á, mà một mình ơn Thi đâu làm vừa lòng hết tất cả anh chị em được. Ví dụ mà 100 người đi thì vừa lòng 70 người thì cũng lọt vô vòng trong rồi, top 1 rồi, top 2, top 3 rồi. Đó. Còn mà nếu mà 100 người mà 50, 40, 50 gì đó, 40, 60, thì số lượng đông mà người ta không thích á, thì Thi sẽ lấy theo số lượng đông. Thì mong là tất cả anh chị em có gì đó thì có thể góp ý Thi nha. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Một dĩa ốc như thế này chỉ giá có 120 cành thôi tại quán. Mua trên Shopee Food thì giá 130. Mong là tất cả anh chị em thưởng thức ốc tại quán nhà Thi Thi nha. Đó. Ai mua trứng không? Tôi bán trứng cho. Chàng bán tình duyên hứa hẹn một đời. Bán 3 trứng luôn cho cái dĩa luôn. Rồi 18.000 luôn. Thấy chưa, khách ủng hộ chụp hình đi em. Chị khổ lắm chị đi bán trứng. Nè 18.000 nè. 18.000 thôi nhiêu? 82. Trứng vịt lộn đi, trứng gà lộn đi. À trứng gà nha. Rồi đặc biệt là nhà em có bán trứng nè. Còn ai ăn gỏi đông người ăn cái mâm bự như thế này nha. Ăn được 4 người, 5 người, 150. Chôm chôm ký 30 nha. Chôm chôm có bán luôn, ký 30 chôm chôm hả, chóc vỏ ngon dữ lắm luôn á. Cái gì cũng bán. Em bán hết, tối em bán em luôn. Đó. Giá 30.000 nha, chôm chôm nha mọi người. Ví dụ mà ăn gỏi mà có thấy mà hơi mặn quá gì đó, cần ăn đồ trái cây ngọt chát miệng 30. Mua nửa ký cũng bán luôn, nhiêu cũng bán. Cảm ơn cả nhà nha. Nếu mà hai người, em là chồng hay em là vợ? Em là vợ, anh này là chồng. Đẹp trai quá ha. Vậy là đến quán bên kia rồi, lần này qua bên đây. Nhưng bây giờ thưởng thức khẩu vị bây giờ coi có giống như trước nữa không. Thưởng thức thử nha. Ví dụ mà có gì đó góp ý, ví dụ ăn á, để Thi kiếm bán được nữa. Tại vì sao, nhiều khi người ta không dám nói. Trước mặt người ta không dám nói, nhưng sau lưng người ta nói. Nhưng mấy em cứ ăn góp ý thẳng luôn đi, để chị kiếm tiền mua nhà nữa. Cảm ơn mấy em nha, dễ thương quá. Chỉ hẹn lâu lâu đi chơi đi ăn thôi.
Trời ơi, chừng nào đám cưới nhớ mời Thi nha. Đám cưới gần gần thì mời được. Nhưng có bầu mang thai này nọ là đi khám thai lầu 1. Cảm ơn em nha, chúc em ăn ngon miệng. Rồi bây giờ Thi vô đâm gỏi. Let's go. Sau đây Thi sẽ đâm gỏi nha mọi người nha. Tại vì những các cái món mà Thi đang bán có thể là Thi nghĩ thì mọi người có thể ăn những mấy cái món Thi bán được. Ví dụ ốc luộc, trứng gà này nọ đó. Thì nó có nhiều món mọi người đến thưởng thức hơn. Bò viên chiên, chà tắc, cá lồng chìm chiên giòn. Có nhiều món ăn nha để phục vụ cho các anh chị em. Khô cá lóc chiên, chân gà rút xương, chân gà không rút xương, mắm cá lóc chân. Quá trời nhiều món ăn luôn. Từ từ Thi phát triển nhiều món ăn để phục vụ tất cả anh chị em nhiều hơn. Với lại mọi người cũng đã biết rồi, cái gì mà Thi cũng bán á, thì mọi người có thể là nhiều cái lựa chọn để mình ăn hơn. Còn gỏi á, thì nhiều khi á, Thi làm nhiều khi Thi mệt á, có thể là Thi không có ngưng gỏi được thì bán cái kia thì được. Thì gỏi này nói chung ra là mọi người đến chủ yếu tập trung là gỏi thôi, ai đi đâu cũng vậy, cứ đến quán Thi là gỏi là nhiều. Thì cho nên là Thi phải gắng cố gắng đâm gỏi thôi. Cái thằng ra nói nghĩ bán gỏi chứ người ta thích ăn gỏi nhiều hơn. Ai đến đây cũng nói là thưởng thức gỏi. Còn những cái món khác thì ở đâu cũng có bán rồi. Thôi sẵn tiện thì Thi bán nhiều món, mọi người có thể ăn cái nào cũng được. Đó. Gặp Thi là chính, ăn thì ít thôi. Thi dễ thương thì Thi... Người ta nói Thi dễ thương, người ta đến gặp Thi thôi. Người ta ủng hộ Thi làm tiếng kiếm tiền thì là gì, đi mua vàng đeo thôi. Mọi người cũng đã thấy rồi, thì nhà Thi nói chung ra ngày nào cũng đông hết. Buổi chiều từ 5 giờ 6, 7, 8, 9 có 4 tiếng đồng hồ đông nhất. Còn buổi trưa tất cả anh chị em hay hỏi Thi đông hay không, thì tùy theo, rồi giống như thứ bảy chủ nhật là đông. Từ thứ hai cho đến thứ sáu thì bán bình thường. Đó. Nhưng mà vẫn bán bình thường nha, mọi người vẫn bán được. Không có sao hết, đủ sống qua ngày. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Khóc khô nó khá thúc phí nông với video khổng nó khá mi khổng kinh lái giang nó khá dù Việt Nam nó khá sống tầm bên rán đăng hàng khổng nón tì thì nó khá. Khóc khô nó khá, hẹn gặp lại vào clip ngày mai.